Xin chào tất cả các bạn, mình là dược sĩ Nguyễn Thúy và hiện tại là mình đang là một dược sĩ quầy thuốc ở Xuân Lộc Đồng Nai và mình chuyên cho lĩnh vực phòng chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe chủ động cho từng hộ gia đình. Và như các bạn đã biết thì là một giấc ngủ nó có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp cơ thể của mình nó được nghỉ ngơi cũng như là phục hồi năng lượng, đúng không ạ? Và thời gian gần đây thì các cái căn bệnh mà liên quan đến chứng mất ngủ cũng như là cái việc mà bị rối loạn giấc ngủ của chúng ta là khá phổ biến. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những người mắc chứng mất ngủ không chỉ là những người cao tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi cũng có khả năng mắc. Vậy thì cái nguyên nhân là do đâu? Thì ngày hôm nay Nguyễn Thúy muốn giải thích cho các bạn để hiểu rõ hơn. Cái việc đầu tiên đó mọi người, đó chính là cái biến cố ở trong cuộc sống của chúng ta. Cái điều tiếp theo đó là do cái việc mà chúng ta ăn ngủ nghỉ này, sinh hoạt nó không được điều độ và nó bị đảo lộn. Cái vấn đề thứ ba nữa là do chúng ta bị căng thẳng hoặc là bị stress. Cái thứ tư nữa là do cái môi trường sống của chúng ta nó không được yên tĩnh. Và thứ năm là do ảnh hưởng của những cái bệnh lý khác nhau thì nó khiến cho cái giấc ngủ của chúng ta nó không thể nào ngon giấc, cũng như là nó không là trọn vẹn như ở trước đây. Và nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài, nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta và cũng như là giảm cái hiệu suất làm việc của chúng ta, đúng chưa? Và ngoài ra nếu mà mình không điều trị kịp thời thì căn bệnh này rất là nguy hiểm mọi người ạ, và có thể là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh khác nhau đấy. Ví dụ như là bệnh cao huyết áp này, giảm trí nhớ này, thậm chí là đột quỵ nữa các bạn. Và hiện nay là để điều trị được chứng mất ngủ thì người ta thường sử dụng những loại thuốc tây để giúp đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng cũng như là dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì cái phương pháp này lại khiến cho người bệnh là bị lệ thuộc vào thuốc và cũng như là phải tăng liều theo thời gian đó mọi người. Thì với tư cách là một dược sĩ thì Nguyễn Thúy khuyến khích mọi người nên sử dụng những cái dòng sản phẩm từ thiên nhiên và an toàn cho cơ thể của mình. Được mọi người tin tưởng và sử dụng rất là nhiều trong thời gian gần đây đó chính là cái viên uống hà thủ ô đỏ hường nguyễn. Với chiết xuất 100% từ thảo dược thiên. Và cơ chế của cái sản phẩm này được chia thành 3 cái giai đoạn đó mọi người. Nó đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là khoảng từ 5 cho đến 10 ngày, nó sẽ hỗ trợ được cái giai đoạn ru ngủ. Trong giai đoạn này, hào thủ ô đỏ hường nguyễn sẽ giúp hoạt huyết, an thần, giúp cơ thể cảm thấy thư giãn, lưu thông khí huyết. Vì vậy, người bệnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và cái giai đoạn thứ hai đó chính là từ khoảng 10 cho đến 20 ngày thì nó sẽ hỗ trợ được cái giai đoạn ngủ sâu. Tại thời điểm này, hà thủ ô đỏ hường nguyễn sẽ giúp hỗ trợ trực tiếp đến các vùng bị suy nhược, đồng thời giúp an thần, giảm mệt mỏi, stress, giúp đi vào giấc ngủ sâu hơn, cải thiện được tình trạng thức giấc giữa đêm, giúp hỗ trợ ngủ lại nhanh hơn sau khi tỉnh. Và cái giai đoạn thứ ba đó mọi người là cái giai đoạn từ khoảng 20 cho đến 30 ngày. Giai đoạn này cơ thể đã thích ứng được với cơ chế hoạt động của giấc ngủ đã được thiết lập. Người bệnh sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng, ngủ sâu, ngủ đúng thời điểm theo cơ chế thức dậy, sẽ thấy cơ thể thoải mái hơn. Cái đối tượng nào có thể sử dụng được cái sản phẩm hà thủ ô đỏ hường nguyễn thì Thúy muốn chia sẻ với mọi người luôn, thì có thể sử dụng cho những người bị mất ngủ kinh niên này, người bị cao tuổi này, hoặc là những phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh và phụ nữ sau sinh. Chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này cho người bị stress, người làm việc căng thẳng, người bị suy nhược thần kinh và người bị thiếu ngủ dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Và cuối cùng thì các bạn cũng có thể sử dụng cái sản phẩm hà thủ ô đỏ hường nguyễn này cho người sinh hoạt thiếu khoa học dẫn đến cái tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc và nó bị ngắn giấc các mọi người. Về cái liệu trình á, để sử dụng cái sản phẩm này á, thì các bạn sử dụng đúng cho Thúy là ngày 2 lần, mỗi lần 15 cho đến 20 viên vào buổi sáng và buổi tối sau khi ăn 30 phút. Và nên sử dụng cái sản phẩm này á, từ 1 cho đến 2 tháng để có cái hiệu quả tối ưu. Và có thể sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên nhé mọi người, thường xuyên luôn. Và hãy nhớ là riêng cái sản phẩm hà thủ ô đỏ hường nguyễn này chúng sử dụng được cho trẻ em dưới 2 tuổi. Và có những khách hàng là họ đang gặp phải cái tình trạng như là mất ngủ, này, khó ngủ, căng thẳng thần kinh hay bị stress ấy. Thì sau khi sử dụng cái sản phẩm hà thủ ô đỏ hường nguyễn này đã có phản hồi rất là tích cực. Đặc biệt là những người sử dụng ở độ tuổi trên 45 tuổi mọi người. Và cái lý do vì sao mà lại lựa chọn được cái sản phẩm hà thủ ô đỏ hường nguyễn thì Nguyễn Thúy cũng muốn giới thiệu luôn với mọi người để giải thích cho mọi người hiểu kỹ hơn. Cái việc đầu tiên thì cái sản phẩm hà thủ ô đỏ hường nguyễn này mọi người có thể điều trị tận gốc được các cái chứng mất ngủ và hiệu quả rõ rệt sau khoảng 30 ngày sử dụng, được chưa? Và sau khi mà chúng ta ngủ dậy thì chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mình rất là dễ chịu này,
như là sảng khoái hơn, và nó không hề có cảm giác mệt mỏi như thế này là mình sử dụng những cái sản phẩm khác. Cái thứ hai nữa là khi mọi người sử dụng cái sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên và được đảm bảo an toàn và hiệu quả. Và cái điều thứ ba nữa là mọi người là cái sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này đã được kiểm nghiệm bởi Tổng cục Đo lường Chất lượng và được cấp phép của Cục Sở hữu Trí tuệ. Và cái thứ tư đó mọi người là cái sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này đang được miễn phí giao hàng từ 2 hộp trên toàn quốc. Và điều thứ năm nữa là các bạn có thể kiểm tra này, check mã sản phẩm trước khi mọi người thanh toán nhé. Và cuối cùng nữa thì còn được chăm sóc cũng như là được hỗ trợ tư vấn trong suốt quá trình mình sử dụng cái sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà Nguyễn Thúy vừa chia sẻ cho các bạn về cái sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này ấy, thì mong rằng cái sản phẩm này nó sẽ có thể giúp cho mọi người cải thiện cái chứng mất ngủ của mình để có một cái giấc ngủ ngon hơn và trọn vẹn hơn. Còn bây giờ thì xin phép được kết thúc cái chia sẻ này tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm.